Tập 23. Chú Căng, dịch qua đi rồi. Con thay dịch qua khấu đầu cho chú. Chú Căng, kế phát tới thăm người đây. Con xin lỗi. Người xem con là con ruột, nhưng con lại không thể cho người sống được một ngày tốt. Con chưa kịp gọi người một tiếng cha. Thằng nhóc thối, con phải bình an trở về. Đang đợi con chăm sóc cha đến cuối đời. Chú Căng, kiếp sau chúng ta sẽ làm cha con. Cha, cha yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Tú Dân thật tốt. Tạm biệt. Yên tâm. Đến Hồng Kông rồi. Bên kia sẽ có người đón cô. Yên tâm, tôi đã sắp xếp mọi chuyện cho cô rồi. Tuy anh không nói gì, nhưng tôi biết anh là người làm việc lớn. Anh cũng phải chăm sóc bản thân. Yên tâm đi. Nghị Chiên, ông ta là người đưa phu nhân lên thuyền, cần đi theo không? Đi. Được. Đợi đã.
Đi. Ông bạn già này, trước đây anh luôn nói tôi ngày nào cũng đến nhà anh ăn chực. Bạn già, chỉ cần anh có thể trở lại, tôi mời anh mỗi ngày. Mỗi ngày mời anh ăn cá ăn thịt. Nào, uống một ngụm. Bạn già, hai chúng ta đi cùng nhau hơn nửa đời, anh nói đi là đi như vậy. Tôi thực sự càng nghĩ trong lòng lại càng đau. Hai đứa nhỏ, Kế Phát và Tú Dân, tôi sẽ chăm sóc chúng. Anh yên tâm. Quang Bỉnh Khôn cuối cùng cũng câm miệng rồi, vĩnh viễn câm miệng rồi. Nhờ có anh, chúng ta không còn gì phải lo nữa. Đã chọn con đường này, chỉ có thể tiến lên phía trước thôi. Phải, chúng ta không còn đường quay đầu. Nhưng cuộc bầu cử đang căng thẳng, trong lòng tôi nhiều điều lo lắng, không dám so với anh. Anh có thể trải qua những ngày tháng yên tâm rồi. Bản tin hôm nay, Tổng Giám đốc Hoàng Bỉnh Khôn của Thân Gian Quốc Tế bị phát hiện chết ở bến tàu. Có chứng cứ chứng minh ông ta là chủ mưu đằng sau loạt vụ giết người gần đây ở Thượng Hải. Cái chết của ông ta thật khiến người ta vui mừng. Đồng thời, đang bầu cử thị trưởng Thượng Hải, ông Lý Thư Dương, nghị viên quốc dân. Công ty Yoshino kia đã đóng cửa 800 năm rồi. Cô chắc chắn đến đây có thể tìm được manh mối à? Công ty Yoshino không còn, nhưng nhà kho vẫn còn. Nói không chừng chúng ta có thể tìm thấy manh mối. Hồ sơ mấy công nhân này, tính lưu động rất lớn. Một công ty đã đóng cửa mười mấy năm, bây giờ còn có thể giữ lại bao nhiêu người? Chúng ta có thể hỏi ai đó lớn tuổi. Đi. Xin chào. Cẩn thận. Chậm thôi. Tránh đường chút. Xin chào, tôi muốn hỏi chút, nhà kho này trước đây lưu trữ những thứ gì? Tôi không biết. Xin chào. Trước đây nơi này là công ty Yoshino sao? Không biết. Cảm ơn. Mất công đi tới rồi. Được rồi, đi tiếp một nơi xem sao. Đi. Ông ơi, ông ở đây bao lâu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lục căn mộc. Ông ơi, đang hỏi ông đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lục căn mộc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yoshino. Còn nữa, lúc nãy ông ấy nói lục căn mộc. Lục căn mộc là ý gì? Tên của quán cơm sao?
Lúc này ông ấy thần kinh rối loạn, cũng không biết ông ấy nói gì. Đi, đi. Nào, cẩn thận cảm lạnh, khiến anh thức giấc rồi. Mấy đêm gần đây em ngủ không ngon, có tâm sự gì sao? Lớn tuổi rồi ngủ không ngon. Nếu người một nhà có thể bình an sống cùng nhau thì tốt rồi. Tâm trạng của bà ấy không đúng. Vì sao lại nói như vậy? Nghỉ sớm đi. Được. Lẽ nào bà ấy nói người nhà là kiến bưng? Để thực hiện giấc mơ khối thịnh vượng Đông Á, quân chủ nghĩa Nhật Bản tiến lên từng bước. Đồng thời trong cuộc xâm lược quân sự, nó cũng thực hiện kế hoạch xâm lược kinh tế và xâm nhập vào Trung Quốc. Họ cử một lượng lớn điệp viên lẻn vào Trung Quốc, phá hoại tài nguyên, phá vỡ thị trường, tấn công vào công thương nghiệp Trung Quốc. Trên chiến trường không có thuốc súng này, các ngành công nghiệp của Trung Quốc buộc phải dẫn đầu trong cuộc chiến kinh tế kháng Nhật. Con đâu dám nói cha. Cha là lão đại của nhà chúng ta. Con là một cảnh sát, lại bị cha sai tới sai lui. Đó. Vậy tức là con không phục. Cảnh sát con lớn cũng không lớn bằng ông đây. Lớn không bằng. Đừng quên cha là cha con. Nhớ năm đó. Đúng, nhớ năm đó. Từ Bảo Căn ông đây là người có máu mà. Tất nhiên, từ khu Shikumen đến cửa Áp Bắc, không ai không biết, không ai không rõ. Cả người không có bản lĩnh, chỉ có cái nhát gan. Thằng nhóc này, nói ai đó? Con cố ý. Cha ra tay thật à? Cha đánh con thì sao? Cha là cha con. Cha dám đánh cảnh sát? Làm gì vậy? Cái gì? Cảnh sát? Cha đánh. Cha đánh con cũng tính là đánh cảnh sát. Nó dám phun trà vào mặt cha, là cha ra tay trước. Tránh ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
改变，早就在冥冥中只能够服从。注定一场梦，有些人只能看不能碰，用尽了力气以为抓在手中，风一吹结果还是落空，为自己而活。秋雨，杜静，你怎么样？够笑容。Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân, sẽ không để cha và anh trai lo lắng. Tôi biết, gần đây đúng là xảy ra rất nhiều chuyện. Cô là một cô gái, chịu đựng quá nhiều chuyện, để tôi chăm sóc cô được không? Trong cuộc sống mỗi người sẽ có rất nhiều trở ngại, nhưng trở ngại này tôi phải tự mình vượt qua. Được. Vậy thì tôi đưa cô về ký túc xá. Được. Thỏi vàng phải làm sao? Sao vậy? Anh ở đây đợi tôi chút, tôi trở lại ngay. Không, Tú Chân. Mang đi không? Có lẽ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mời. Nghị viên Lý, hân hạnh. Mời. Lý Thư Dương, mọi người đang điều tra ông ta. Chuyện này ký giả Lý biết không? Đây là lúc Lý Thư Dương và du tổng của Đức Thắng cùng gặp Yamada của tập đoàn Shimonoseki. Chúng tôi đã chụp được ảnh. Theo tin tức tôi nhận được, Lý Thư Dương trong lúc tranh cử thị trưởng Thượng Hải luôn tìm kiếm sự hỗ trợ của bên thứ ba. Các dấu vết khác nhau cho thấy Lý Thư Dương này dựa vào người Nhật giặt bán nước. Tập đoàn Shimonoseki là doanh nghiệp trọng điểm của Nhật ở Trung Quốc. Sau lưng Yamada này là cơ quan tình báo của Nhật. Tôi nghe nói người Nhật phát minh ra một loại tơ nhân tạo giá rẻ hơn nhiều so với tơ Nhật. Đơn hàng mà lần này Long Hưng và Đức Thắng đang tranh là người Nhật đứng sau thao túng. Người Nhật muốn lợi dụng tơ nhân tạo là một phương tiện thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.
Không sai. Trong tình thế trước mắt, công ty Nhật Bản không thể đấu thầu trực tiếp, nhưng rất có khả năng thông qua cách khác đạt được mục đích. Yamada đã đạt được hiệp nghị bí mật với Lý Thư Dương và Đức Thắng. Một khi Đức Thắng lấy được đơn hàng, sẽ chia một nửa thị phần cho tập đoàn Nhật Bản. Hoạt động bí mật, quan chức cấu kết với doanh nhân, đe dọa dụ dỗ. Đây rõ ràng là xâm lược kinh tế. Thượng Hải là kinh tế trọng tâm. Người Nhật muốn có chỗ đứng về kinh tế trước, sau đó thâm nhập vào các ngành công nghiệp khác, từ từ xâm chiếm. Chúng ta đã loại bỏ Hoàng Minh Khôn, bây giờ còn con cáo già Lý Thư Dương này. Lần này bắt đầu từ ông ta. Bất luận là mối thù của đất nước hay cá nhân, chúng ta cũng không thể để ông ta thực hiện được. Tôi có một kế hoạch, mọi người xem thử. Nếu xem xong mọi người không thấy vấn đề gì, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch này. Cuộc đấu thầu này chúng ta nhất định phải lấy được. Gọi tôi một mình ra đây để làm gì? Ở đó không thể nói à? Không tiện. Chuyện tôi muốn nói là ký giả Lý. Tuy ký giả Lý là con gái của lão Lý Thư Dương đó, nhưng luôn hướng về phía chúng ta. Mấy ngày trước còn kéo tôi đi tra vụ án của cha anh. Chúng ta làm như vậy có phải quá bất nhân bất nghĩa không? Triệu Đình, rất nhiều chuyện khi bắt đầu chúng ta đã mờ mịt, chưa đến cuối cùng ai cũng sẽ không biết sự thật đằng sau là gì. Nhất định phải loại trừ lão Lý Thư Dương đó. Về Ước Thuôn, trong lòng tôi có tính toán. Lão đại, anh đừng tưởng tôi ngốc. Tôi nhìn ra được ký giả Lý có ý với anh. Vậy Tú Dân thì sao? Khi nào anh mới nhận Tú Dân? Sau khi chú Căng đi, một mình Tú Dân rất đau lòng. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Nói cho Tú Dân biết, như vậy sẽ hại cô ấy. Trong lòng tôi, Tú Dân là duy nhất. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Vậy tôi phải nhắc nhở anh, Lý Dân Thằng đó ngày nào cũng tìm Tú Dân. Anh đừng đến lúc đó để người. Được rồi, đừng nói nữa. Những gì cậu nói tôi đều biết. Chú Dư nói cậu và Ước Thu tìm được manh mối. Mấy ngày trước tôi và Ước Thu đến nhà kho đó, là của công ty Yashino mười mấy năm trước. Chúng tôi gặp ông lão trông coi nhà kho, muốn hỏi về Ngô Tam, quản lý năm đó. Nhưng ông lão đó điên điên khùng khùng. Tôi hỏi Ngô Tam đang ở đâu, ông ấy cứ nói gì mà Lục Căng Mộc. Lục Căng Mộc cũng không biết là ý gì. Lục Căng Mộc. Đi. Bắt đầu kế hoạch chim ưng, xin tổ chức phản hồi. Ngoài ra, Ngô Ngọc Cầm đã rời Thượng Hải. Trước khi đi, chuyển một phần tài sản ra vùng biên giới. Cha. Con gái mà tùy tiện ra ngoài uống rượu thì thành cái gì? Con gặp anh ấy trên đường. Đúng, con để em cùng con uống. Về phòng đi. Cha, cha ngủ ngon. Ước Thu đợi đã, cha có chuyện muốn nói. Ước Thu, con lớn rồi, không thể chạy lung tung ra ngoài như con trai cả ngày được. Cha, cha nói rất có lý. Nhưng cha nghĩ đi, từ nhỏ đến lớn, những người theo cạnh con như Lý Chân Thăng, còn có Lâm Dịch Thần, đều là con trai. Cha nghĩ con có thể dịu dàng được sao? Vậy cha muốn con thuộc nữ cũng được. Tìm cho con một người mẹ kế thật tốt đi. Nói chuyện với cha vậy à?
Không thì cho con đi làm lại, con sắp chán chết rồi. Không được. Vậy thì tính con cả không đổi được. Cha xem như vậy có được không? Con quay lại làm gì? Con đảm bảo mỗi ngày chỉ viết những chuyện nhỏ của người dân thôi. Còn nữa cha, cha xem cha sắp bầu cử thị trưởng rồi. Làm con gái cũng phải đóng góp chút sức lực cho sự nghiệp của cha. Cha thấy con đọc càng nhiều sách, miệng càng ngụy biện. Cha, con muốn hỏi, cha ở Thượng Hải lâu năm, có một nơi tên Lục Căn Mộc, có quan hệ gì không? Lục Căn Mộc là sao? Là sao thì con đang hỏi cha đây. Bỏ đi không sao, con tự tra. Được rồi cha, con lên trước đây. Cha nghỉ ngơi sớm. Cha ngủ ngon. Nghỉ ngơi sớm nhé. Lục Căn Mộc. Số báo đặc biệt. Bán báo đây. Hôm nay tập đoàn Đức Thắng mở hội nghị giới thiệu sản phẩm mới. Thương nhân tụ tập, thanh thế to lớn. Anh à, mua tờ báo đi. Đều là tin tức đặc biệt của hôm nay, anh xem. Được, cảm ơn. Bán báo. Các chị giám khảo, hôm nay tôi làm cố vấn pháp lý cho chi nhánh tập đoàn Long Hưng. Mời các chị đến. Chủ yếu là gì? Đấu thầu buổi diễn thời trang sắp tới. Sau này nhờ các chị giúp đỡ công ty chúng tôi. Công ty Long Hưng có nhân tài như anh, lo gì triển lãm không thành công? Đâu có đâu có, đều ra sức vì công ty. Nên làm, nên làm. Vậy lần này vất vả cho các chị rồi. Giúp đỡ nhiều hơn. Tôi thay mặt tập đoàn kính các chị một ly. Sắp bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị nhanh lên. Tú Chân, chị Ước Thu, hôm nay em đẹp thật đó. Hay là chị chụp em thêm mấy tấm ảnh để em nổi tiếng khắp bến Thượng Hải. Đây là phòng thay đồ của chúng tôi. Cô Từ, Lâm tổng đến rồi. Tú Chân, em xem em nổi tiếng chưa kìa. Mọi người đều tới cổ vũ cho em. Hội trường còn náo nhiệt hơn sân khấu. Cô Từ nổi tiếng như vậy, Đức Thắng có lợi thế rồi. Tục ngữ có câu rất hay, quân tử không bao giờ cãi nhau với tiểu nhân. Được rồi, hôm nay hai người tới cổ vũ, có thể đừng cãi nhau không? Chứng kiến mù mịt như vậy, tâm trạng của Tú Dân cũng không tốt. Ông chủ Lý, tìm anh mãi không ra, quá ra là tự mình đến hậu trường giám sát. Quang nghênh, quang nghênh. Lý tổng, đây là kiểu dáng đấu thầu hôm đó, mời anh xác nhận. Để em sờ thử xem sao. Rất mịn, chất liệu này rất tinh xảo, kiểu dáng rất mới lạ. Sản phẩm như vậy mới đại diện cho thực lực công ty chúng ta. Vậy thì tốt, nhưng vẫn cần phải cải thiện chi tiết. Anh xem đường chỉ, bộ đồ này sao lại giống với thiết kế của Long Hưng chúng tôi vậy? Thư ký Tôn, sao cậu có thể nói bậy vậy được? Tôi nói thật, Lâm tổng, anh xem thử anh có nhớ không? Đây là kiểu dáng chúng ta thiết kế nửa năm trước, lúc đó anh còn niêm phong nó. Cậu đừng nói bậy. Đây là Đức Thắng, sao có thể có thiết kế của Long Hưng chúng ta? Lâm Dịch Thần, tôi có lòng tốt mời anh đến đây. Anh có thể đừng để thư ký của anh ăn nói lung tung ở đây không? Thư ký Tôn, Dân Thăng có thành ý mời chúng ta đến xem họp báo. Anh đừng nói bậy. Nhưng tôi, để tôi nói là sự thật. Nói thật. Dịch Thần, thật sự là vậy sao? Anh nói đi. Phải đó, chuyện gì vậy? Cái này, nói đi. Hình như tôi đã từng thấy thiết kế này ở Long Hưng. Được lắm, Lâm Dịch Thần, cậu hay lắm. Tôi nói cậu biết, Lý Dân Thăng tôi chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Tập đoàn Đức Thắng chúng tôi không bao giờ ăn cắp đồ người khác. Tôi dám lấy đầu tôi ra thề. Lý tổng, đừng nói trước điều gì. Nếu bộ đồ này thật sự là thiết kế của Long Hưng, cậu câm miệng cho tôi.
Tôi cho cậu biết, nếu đứng thắng chúng tôi ăn cắp đồ của bên cậu, tôi sẵn sàng rút lui khỏi cuộc đấu thầu trong vài ngày tới. Mau kêu nhà thiết kế qua đây cho tôi. Được, đi mau. Sao Đức Thắng có thể ăn cắp được? Người ta phải xử lý việc nhà, chúng ta đi thôi. Thất lễ rồi. Ông chủ Lý, vậy tôi xin phép. Anh bình tĩnh, đừng nổi nóng. Lát nữa người tới, anh hỏi rõ. Tức chết, em đi tìm anh ta. Lâm tổng, chuyện hôm nay anh nghĩ chúng ta có cần. Cái gì nên chỉ rõ ràng đã chỉ rõ, nên ra ngoài cũng đã ra ngoài rồi. Chuyện thiết kế để họ tự điều tra đi. Họ đã hối lộ giám khảo trước, muốn dồn ép chúng ta khắp nơi. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Cậu ta đã thề nếu sao chép thì sẽ rút khỏi đấu thầu. Có thể chứng minh cậu ta thực sự không biết. Về chuyện dọn dẹp nhà cửa, còn có mấy chuyện lén lút của bên giám khảo. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chúng ta cứ chờ xem. Lý Tổng, nhà thiết kế tới rồi. Thiết kế này đến từ đâu? Nói, tôi hỏi anh, thiết kế này đến từ đâu? Lý Tổng, đây là một người thân của tôi, lấy từ công ty tơ lụa khác tới. Người thân của anh lấy từ công ty Long Hưng đến, đúng không? Lý Tổng, tôi sai rồi. Cút. Đức Thắng chúng tôi không có người như anh. Lý Tổng, anh cho tôi thêm một cơ hội đi. Khốn nạn, ra ngoài. Lý Tổng, và họp báo của chúng ta, cậu cũng cút cho tôi. Hội nghị ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Đức Thắng Thượng Hải đã bị hủy. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tập đoàn Đức Thắng rút lui là gì? Một lũ ngu đã liên kết các mắt xích, nắm chắc trong tay. Sao lại xảy ra chuyện này? Nên Du tổng của Đức Thắng hy vọng ngài có thể ra tay giúp đỡ. Còn kêu tôi đưa thứ này cho ngài. Thế giới này không phải có tiền là có thể làm mọi gì. Gọi điện cho tất cả tòa soạn, đề chuyện của Đức Thắng xuống. Được. Ngoài ra, ông Yamada mới hỏi, có phải chuyện đã thay đổi hay không? Phải khống chế sức ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Nói với lão Dung, bất kể dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đè chuyện này xuống, không được gây nên sóng gió. Được. Tôi đoán thiếu gia lúc này chịu áp lực rất lớn. Dân Thăng đấu với Lâm Dịch Thần lâu như vậy, vẫn chưa gặp bất lợi. Lâm Dịch Thần này học được cách dở mánh khóe rồi. Cách Lâm thiếu gia này làm việc thật sự không giống như trước đây. Tra được thông tin người đó chưa? Đã tra rõ. Người đó tên là Thế Bình, thân phận khá phức tạp, kinh doanh một quán bar, còn là một luật sư kim trinh thám. Không biết sao lại quen phu nhân. Quan hệ của hai người thân thiết. Luật sư, quan hệ sâu sắc. Tiếp tục tra. Rõ. Lâm Tổng, Lâm Dịch Thần, sao anh hãm hại anh tôi? Cậu lên trước đi. Được, Lâm Tổng. Ước Thu, mọi người ở đó đều mở to mắt nhìn. Hai chữ hãm hại cô nói là từ đâu ra? Trong kinh doanh, anh qua tôi lại, kẻ lừa người dối, tôi có thể hiểu. Cho dù anh và anh trai tôi không bao giờ giúp đỡ lẫn nhau, anh cũng không thể hãm hại anh ấy.
Đại tiểu thư, cô đây là bị đặt tội danh, tôi đổi không nổi. Bị đặt tội danh, anh thật sự thay đổi rồi. Trái tim anh thay đổi, tính cách thay đổi, ngay cả cách làm người cũng thay đổi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ mặt mày cơ thể anh có phải là Lâm Dịch Thần không. Nếu cô thực sự muốn phân biệt đúng sai, thay vì lãng phí thời gian ở đây, không bằng đi hỏi anh cô, cha cô. Nếu Đức Thắng mà thắng, sẽ có hậu quả gì, có ý gì? Đáp án ở chỗ anh cô và cha cô. Tú Dân, tôi biết cô sẽ đến đây. Lúc chú Căng đi, nhờ tôi chăm sóc cô. Mẹ cũng thích cô. Nếu cô muốn, cô cũng có thể xem tôi như anh trai của cô. Tôi chỉ có một anh trai, anh ấy là cảnh sát anh hùng. Tôi biết cô đang tức giận vì chuyện buổi diễn thời trang. Cậu ta ăn cắp thiết kế của chúng ta, tôi vạch trần thì có gì không đúng? Ăn cắp. Nhân Thăng thiếu gia là người kiêu hãnh kiêu ngạo. Nếu sản phẩm của chúng ta để trước mặt anh ấy cũng sẽ không nhìn. Sao có thể đi ăn cắp? Cô hiểu cậu ta vậy à? Tôi nghĩ anh sẽ hiểu anh ấy hơn cả tôi. Hai người biết nhau nhiều năm, anh ấy là người ra sao? Lẽ nào anh còn không rõ sao? Cho dù là có ăn cắp, anh có thể nói chuyện với anh ấy, giữ thể diện cho anh ấy, mà không phải nói trước mặt nhiều người như vậy. Lâm Tổng, anh nhìn người không nhìn gì. Một người minh bạch rõ ràng, không nên như vậy. Tú Chân, anh không nói em biết sự thật là để bảo vệ em. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh phát hiện chúng ta đều thay đổi rồi. Không biết chúng ta có thể quay lại như trước nữa không. Cha, đã khuya rồi, con tìm gì vậy? Con muốn viết báo về thành tựu chính trị của cha. Còn thiếu ít tài liệu nên con mới qua xem thử. Ở đây không có. Cha nói Tử Khanh gửi cho con. Được, vậy cha gửi nhiều chút. Như vậy con có thể viết báo nhiều kỳ. Không còn sớm, về ngủ đi. Con biết rồi. Cha cũng ngủ sớm. Cha ngủ ngon. Con bé này lại muốn tra gì mà lại tới chỗ mình tra? Mẹ,
Vẫn chưa ngủ sao? Quần áo cũng giống con người, cũng phải đối xử tốt với chúng, nếu không sẽ bị thương. Dù có giặt có ủi bao nhiêu, vẫn sẽ có nếp nhăn. Mẹ, mẹ nghỉ sớm đi. Dịch Thần, lúc nãy con đi thăm Tú Chân à? Con bé sao rồi? Tâm trạng tốt hơn chưa? Tú Chân giận con rồi. Tú Chân là giận con và Dân Thăng. Mẹ, chuyện này con làm sai rồi sao? Mẹ không biết rốt cuộc là chuyện gì, cũng không biết nguyên nhân là gì. Nhưng mọi chuyện không có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ cần con không thẹn với lòng là được. Đúng, không thẹn với lòng. Cho dù con làm gì, vì sao lại làm, cũng đừng quên ước nguyện ban đầu của mình, cũng đừng làm tổn thương người quan tâm con. Con biết rồi. Try.